Xin chào anh em bà con, hôm nay tôi xin giới thiệu đến anh em bà con một cái chủ đề về một loại thuốc sổ ký sinh trùng đường ruột trên tôm. Sau đây thì tôi xin giới thiệu anh em mình là một số cái nguyên nhân mà mình phải xử lý cái bệnh ký sinh trùng trên tôm. Thì ở đây chủ yếu là anh em mình quan sát đàn tôm nhà mình ấy, thì những cái dấu hiệu mà tôm dễ bị nhiễm ký sinh trùng nhất, biểu hiện đầu tiên là tôm chậm lớn, đàn tôm chậm lớn. Biểu hiện thứ hai là tôm ăn chậm, ăn kém. Còn biểu hiện thứ ba là anh em mình nhìn kỹ là cái đường ruột của nó không được thẳng. Đường ruột của nó là gọi là dạng loằn ngoằn, dạng lò xo. Rồi ruột đứt khúc. Thì anh chị em mình nghĩ ngay là đàn tôm nhà mình bị nhiễm ký sinh trùng. Và một vài cái nguyên nhân anh em mình trị cái bệnh phân trắng ở trên tôm ấy, mà chữa đủ các loại thuốc rồi không khỏi ấy, thì anh chị em mình nghĩ ngay là tôm nhà mình có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng nhá. Để anh em mình có cái biện pháp kịp thời để xử lý. Là mình đàn tôm mà nhiễm ký sinh trùng nó gây nên phân trắng, thì anh chị em mình đi tìm những cái dòng thuốc mà kháng sinh thì nó không khỏi được đâu. Thì anh em mình phải tìm cách để sổ ký sinh trùng. Thì hiện tại ở đây á, thì đây là một trong những cái loại thuốc mà xử lý ký sinh trùng cao cấp. Thì ở đây nó xử lý nội ký sinh trùng, trùng hai tế bào và protozoa. Những cái loại này nó xuất hiện ở trong ao tôm, trong đàn tôm của mình ấy, trong đường ruột ấy, nó làm cho con tôm mình dễ hư đường ruột, dẫn đến ăn kém mà đường ruột nó trở nên loằn ngoằn không được thẳng, loằn ngoằn lò xo không được thẳng. Thì ở trên đây ấy, thì anh chị em mình lưu ý cho tôi, đây là một cái loại thuốc mà tôi nhắc lại là loại thuốc cao cấp nhá, loại thuốc cao cấp. Thì anh chị em mình hãy dùng cái loại này để phòng trị cái bệnh ký sinh trùng cho tôi ở trên tôm. Thì ở đây này nó cũng có ghi, công ty đã ghi được cái liều dùng phòng bệnh và trị bệnh. Thì anh chị em mình cứ theo cái liều ở trên nhãn này để sử dụng cho tôi. Thì những cái dòng thuốc này là cái dòng thuốc tôi nhắc lại là dòng thuốc cao cấp nhé. Dòng thuốc mà nó chuyên dùng để xử lý cho các đàn tôm nhà mình. Và khi anh chị em mình xử lý xong cái dòng thuốc này xuống ấy, thì nó làm cho con tôm nhà mình, đàn tôm nhà mình sạch ký sinh trùng. Và trở lên ăn rất là mạnh, ăn rất là khỏe. Và đặc biệt là khi mà anh chị em mình xử lý cái bệnh đường ruột của tôm ấy, đặc biệt là trị bệnh phân trắng, phân lỏng gì đó, thì anh chị em mình trước khi trị bệnh ấy, anh chị em mình cho ăn sổ cái này đi. Ăn sổ đường ruột để cho sạch đường ruột, cho anh chị em mình trị bệnh. Trị bệnh cho khi mà ăn thuốc đặc trị vào để cho nó khỏi bệnh đường ruột, bệnh phân trắng đi. Thì anh chị em mình sẽ dùng cái này sổ lại lần nữa cho tôi. Thì đường ruột nó sẽ sạch và con tôm nó sẽ ít có khả năng bị bệnh trở lại. Tại vì anh chị em mình đã ngoài để trị những cái bệnh dùng thuốc đặc trị rồi, anh chị em mình còn dùng những cái sản phẩm này để mình sổ làm sạch đường ruột cho tôm. Khi mà tôm được sạch đường ruột rồi ấy, sổ sạch cái ký sinh trùng rồi, thì tôm ăn rất là khỏe, ăn rất là mạnh. Thì ở đây là một số cái loại, trên đây tôi cũng chia sẻ là khi mà trong đàn tôm của mình bị nhiễm ký sinh trùng ấy, thì bà con mình để ý rằng là con tôm của mình dù có ăn đến mấy cũng không lớn được, không phát triển được, không nhảy sai được. Tại sao vậy? Tại vì ký sinh trùng khi nó ký sinh trong cái đường ruột con tôm này, nó thứ nhất là nó làm cho con tôm không hấp thụ được thức ăn. Cái thứ hai là vì đây là ký sinh trùng, nó sẽ hút dinh dưỡng của con tôm, nó làm cho con tôm trở nên còi cọc, với lại làm cho con tôm trở nên óp xốp, không được chắc thịt nặng cân nữa. Thì cái này là một cái là nguyên nhân nó gây nên cái bệnh, nó gây nhân gây lên kém năng suất cho cái đàn tôm nuôi của anh chị em mình. Nên khi mà anh chị em mình đã nhìn nó có những dấu hiệu này rồi ấy, thì nên dùng cái thuốc này để đặc trị nhá, để đặc trị nội ký sinh trùng. Thì ở đây á, thì thay vì anh chị em mình bị mà dùng cái thuốc đặc trị, thì anh chị em mình cũng có thể ăn phòng. Thì anh chị em mình ăn phòng cái này á, thì cứ khoảng tầm 10 đến 15 ngày ăn phòng cho tôi một lần. 10 đến 15 ngày nhé, ăn phòng cho tôi một lần. Thì mỗi một đợt ăn cho tôi thì ăn cho tôi khoảng 3 ngày liên tiếp thôi. Mỗi ngày ăn cho tôi một bữa thôi, một cữ là được rồi. Bà con mình có thể chọn cho tôi một cữ nào bất kỳ trong ngày để cho ăn cái thuốc này. Thì đây là tôi gọi là phương pháp phòng nhé. Phòng thì anh chị em mình sẽ sổ theo đợt. Sổ thì ở đây sổ phòng theo đợt thì anh chị em mình cứ khoảng 10 đến 15 ngày tôi sẽ sổ một lần. Thì nó cũng tùy theo cái mức độ ô nhiễm, mức độ nhiễm bệnh mà sẽ xử lý khác nhau. Nhưng mà thường thường anh chị em mình ăn theo liều phòng, ăn theo liều phòng này thì cứ 10 ngày đến 15 ngày sổ lại cho tôi một lần. Khi anh chị em mình sổ được như vậy ấy, thì đường ruột con tôm trở lên rất là sạch và tôm ăn rất là mạnh. Tôm ăn mạnh nhé, tôi nói lại là tôm ăn mạnh và đường ruột thẳng, thẳng tắp.
Thì đây là một trong những cái mà tôi chia sẻ về cái thuốc này. Thì đây là một dòng thuốc cao cấp nhé. Thì anh chị em mình có cần biết chi tiết giá cả hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ ship hàng toàn quốc. Thì đây là dòng thuốc là mỗi cái gói này công ty đang đóng nó khoảng 250 g, ship rất là nhanh, rất là gọn. Và túi đã có zipper, là anh chị em mình dùng không hết thì có thể vuốt zipper để bảo quản để dùng lần sau. Thì đây là một dòng thuốc cao cấp nhé. Anh chị em mình có nhu cầu về sổ đường ruột hãy gọi cho tôi, liên hệ với tôi để tôi ship hàng toàn quốc. Và tôi xin cảm ơn anh em, chị em đã theo dõi và ủng hộ video của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.